Xin chào các bạn nha, La lại tiếp tục những ca cả kết quả mụn thâm nha các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là những ca mụn thâm rất là nhiều đây các bạn nhìn nè. Đây cũng là lại những cái ca mà hai cái vạt má các bạn. Tại vì hai cái vạt má này nhiều khi các bạn vệ sinh không có sạch đấy, cũng như là chuyện mà cái vấn đề mà skin care của mình đó các bạn. Đây các bạn nhìn hai cái vạt má bạn này cực thâm nha. Đây này, đây là hai vạt má và toàn bộ bề mặt của bạn này. Bạn này tập trung vào hai cái vạt má này các bạn thấy rõ này. Đó, vừa mụn thâm, chủ yếu là thâm hai vạt má rất là nhiều. Và đây là sau khi điều trị mụn thâm tại La các bạn. Đây các bạn nhìn da hoàn toàn bây giờ trắng sáng hẳn lên, sạch mụn và mờ hẳn cái bề thâm nha các bạn nha. Đây. Đây là kết quả thực tế nha, bên La thì ca nào cũng phải phát live như thế này các bạn. Có nghĩa là để cho các bạn thấy được những thực tế kết quả. Và cái phương pháp bên La điều trị là phương pháp không xâm lấn rồi nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy rõ này, cái vạt thâm rất là đậm và nhiều. Đó các bạn nhìn nha. Thâm nhiều lắm, da bạn này thâm nhiều mà làm như La là hai lần kỹ thuật đó các bạn. Đó các bạn nhìn nha, da bây giờ là trắng sáng hẳn lên. Đó, sạch bề thâm luôn. Sạch phải nói là 80%, 90% luôn rồi các bạn nhìn nè. Đó, bề thâm như thế này nha. Đây toàn bộ bề mặt này nhá. Nhưng mà chỉ bây giờ là sáng hẳn lên, sạch cái bề mụn. Rồi, còn đây là hai vạt thâm bên hai cái bề da. Đó các bạn thấy rõ không? Thì bên La thì chuyên điều trị rồi các bạn, tất cả những cái phương pháp của bên La là không xâm lấn cho tất cả các vấn đề da, kể cả những cái da phục hồi mỏng đỏ hiện nay La cũng sẽ là phát live trực tiếp là buổi thứ hai để cho các bạn thấy được giảm sự kết quả của điều trị của bên La. Để các bạn nhìn này, đó hai cái vạt thâm như thế này. Thì hiện tại những bạn đã từng soi vấn da cũng như những bạn mà chưa tới La tư vấn á, thì các bạn có thể xu thế xếp tới để La có thể tư vấn cho các bạn nha. Nếu chiều bây giờ các bạn làm thì vẫn kịp test cho La nếu như mà kịp cái vấn đề mụn thâm luôn. Đó, các bạn nhìn hai vạt thâm rất là nhiều. Chị bây giờ thì ok hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hàng ngày La phát rất là nhiều ca live trực tiếp. Các bạn có thể vào bay hoặc là trang fan này để các bạn theo dõi những cái ca điều trị bên La nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.